Vâng, xin kính chào tất cả các bác và tất cả anh chị em đến với kênh YouTube của Tổng kho Nhật bãi Văn Quân. Và lời đầu tiên xin kính chúc tất cả các bác luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và gặp thật là nhiều may mắn trong cuộc sống. Hôm nay lại tiếp tục giới thiệu đến các bác và anh chị em các sản phẩm hàng Nhật mới về. Thì bác nào cần món gì thì các bác alo trực tiếp cho bên em sẽ gửi ship code toàn quốc các nhá. Vâng, đây là một chiếc tay nghỉ các bác có thể lắp trực tiếp thêm vào một chiếc ghi đông. Tay nghỉ đây các bác ơi. Vâng, chiếc tay nghỉ rất đẹp luôn. Và đây là phần đệm tay êm các bác nhá. Đấy, tay nghỉ này. Các bác có thể nằm xoài để các bác lái xe. Đây là phong cách của các bác đạp xe rất là hay. Một bộ tay nghỉ hàng Nhật về thì cái này là carbon các bác nhá. Và cái này là full carbon các bác. Bộ tay nghỉ này là full carbon. Màu của nó là một màu trắng, màu carbon đen và một màu xanh rất đẹp. Và bộ tay nghỉ này sẽ được bao giá thanh lý cho các bác với giá là 950k một bộ này. 950k một bộ tay lái nghỉ. Cái này các bác lắp vào thêm vào xe nó cực đẹp luôn. Và cái này là rất là cần thiết cho các bác đi xe đạp và đường dài các bác nhé. Vâng, 950k. Còi báo động, vâng, một chiếc còi báo động hàng. Vâng, đây là một chiếc còi báo động rất là cao cấp của bên Nhật về này. Và một chiếc còi báo động của bên Shimano. Còi báo động Shimano. Cái này là còi báo động các bác có thể dùng trực tiếp để bảo vệ những chiếc xe của các bác khi các bác để ở ngoài đường hoặc là ở vỉa hè hoặc là công viên, hoặc là các bác để ở trước nhà thì các bác có thể là lắp cho mình một chiếc còi báo động này vào xe. Chiếc còi này thì các bác có thể bỏ lắp trực tiếp vào những cái phần ghi đông hay là phần khung xe để các bác sử dụng. Cái này thì hoặc là các bác bỏ trực tiếp vào trong những chiếc túi. Vâng, ví dụ như các bác bỏ trong túi như thế này. Đấy, các bác bỏ túi trong túi này nó rất là kín. Đấy, khi mà các bác bật chế độ lên thì ví dụ như xe nó có rung hay là bê đi bê lại thì nó sẽ kêu, nó sẽ hú lên để cho các bác có thể là biết xe của các bác ở chỗ nào. Rất là cần thiết các bác nhá. Một chiếc còi báo động của Shimano, hàng made in Japan của Nhật. Vâng, đây ạ. Vâng, rất là cao cấp và rất là cần thiết. Nó có các chế độ cả còi xe hàng ngày nữa. Các bác có thể là ấn còi xe báo động để xin nhang xin đường ở tại đây. Và rất là nhiều tiếng còi. Đây là nút mình ấn khóa này thì nó sẽ kêu và khóa. Khi mà các bác chạm xe thì đi đâu thì các bác khóa nó vào thì nó sẽ báo động cho các bác. Còn khi các bác muốn tắt đi thì các bác ấn nút này là nó sẽ tắt báo động đi. Nó tắt tiếng hú đi. Vâng, đây. Cái này thì nó là hàng nguyên hộp cho nên là em không có rút cái này ra là nó bắt luôn. Nó có pin bên trong và hai cái nó bắt vào nhau luôn, nó tương tác với nhau luôn. Thì cần rút cái này ra. Vâng, một chiếc còi báo động của bên Shimano là rất cần thiết cho các bác bảo vệ những chiếc xe của các bác nhá. Với giá là 350k một bộ còi của Shimano, đây là hàng cực kỳ là cao cấp và rất là chất lượng cao. Hàng cực kỳ là ngon. Đây em tháo luôn cho các bác luôn để em hú cho nó hú luôn nhá. Vâng. Đấy, nó sẽ hú rất là nhanh. Và các bác khóa vào. Đấy, thì nó khi nó rung lên thì nó sẽ báo động các bác nhá. Đấy. Đấy, nó chỉ cần rung nhẹ nhẹ này là nó báo động cho các bác luôn. Vâng, và đây là nút tắt các bác nhá. Khi các bác muốn nó hú báo động thì các bác lại ấn nút này. Và khi các bác rung như nào thì nó sẽ rung xe, nó cầm xe đi là nó sẽ báo động cho các bác luôn. Đấy. Đấy. Và nó có các chế độ còi đây ạ. Các bác có thể thay đổi chế độ còi đây. Đây, ấn còi đây nhá. Còi đây là còi này. Và thay đổi này.
ấn còi này, thay đổi này. Đấy, rất nhiều chế độ và cực kỳ là ngon. 350k mà cái này là rất là cần thiết các bạn nhé. Đấy, bác nào cần nhanh tay cho mình, bởi vì là nó có ít thôi thì các bác nào mà sắm cho mình một chiếc thì các bác cứ sắm. Cái này nó còn tác dụng hơn cái khóa xe của các bác rất là nhiều luôn các anh nhá. Đấy, tác dụng hơn cái khóa xe của bác nhiều lắm. Vâng, đây là một chiếc bơm có đồng hồ và bơm tay, bơm đứng này. Bơm này thì các bác bơm được cả cho ô tô nhá. Ô tô, xe máy các bác bơm được hết này. Một chiếc bơm rất là ngon, có đồng hồ này. Đấy, các bác nhìn cái đồng hồ. Đây là một chiếc bơm của bên Nhật các anh nhá. Và rất cao cấp luôn. Nó có phần chân các bác giãn vào đây. Vâng, bơm này là bơm siêu ngon. Một chiếc bơm rất là đẹp. Rất đẹp. Và bơm này thì thầy sẽ báo giá thanh lý cho các bác với giá là 350k một chiếc bơm này. Bơm này thì nói thật với các bác là nó là siêu siêu bền rồi. Rất bền và rất cao cấp các anh nhá. Rất bền luôn đấy ạ. Rất bền và rất tiện các bác ạ. Rất tiện luôn. Bình nước xe đạp. Bình nước xe đạp 5 sao. Bình nước này là bình nước rất cao cấp. Vâng, bình nước cao cấp xe đạp dành cho các bác đi xe đạp. Nó có phần cả phần nắp đây để tránh bụi. Đấy, phần nắp đây để tránh bụi này. Rất cần thiết này các bác này. Vâng, một chiếc bình này sẽ thanh lý luôn cho các bác với giá là 150k một chiếc. 150k một chiếc cho chiếc bình rất là cao cấp. Bình này là bình siêu xịn luôn nhá. Vâng, bình rất xịn luôn. Các bác uống nước thì các bác có thể kéo lên cái này. Đấy, kéo lên. Đấy, kéo lên là các bác uống. Còn các bác khóa vào thì các bác ấn xuống. Đấy, ấn xuống. Nắp vào. Tiếp theo là những chiếc yên siêu êm. Vâng, đây là những chiếc yên của Mỹ này. Made in USA của Mỹ, yên Severo X1 của cao cấp của Mỹ này. Siêu êm luôn các anh nhá. Để yên này là yên siêu êm luôn này. Và rất êm luôn. Yên da rất êm luôn này. Vâng, siêu êm nhá. Các bác với những chiếc yên thể thao này thì lắp được tất cả các loại xe. Vâng, bác nào đang lắp những cái chiếc yên béo mà nó cồng kềnh, cồng kềnh quá thì các bác thay bằng yên này siêu êm luôn này. Đấy, toàn thân của nó là cao su non, giết rất êm luôn này. Cực êm. Có hai màu đen trắng và màu đen xanh. Và giá thanh lý của những chiếc yên Severo X1X USA này là 320k một chiếc các bác nhá. Yên này yên siêu êm và có rãnh giữa này. Đấy, rãnh giữa có hết nhá. Vâng, tiếp theo là một chiếc yên béo này có giảm sóc này. Yên béo hàng quá xịn luôn. Quá xịn và quá đẹp. Yên béo này. Vâng, những chiếc yên béo này thì nó quả thật là rất là êm rồi. Rất là êm rồi thì các bạn biết luôn. Yên béo này có cả rãnh giữa đây ạ. Vâng, yên này là yên cao cấp, có dòng phản quang ở đây. Và phần có phần nhún nhún tại đây, rất là êm mà các nhá. Vâng, các bác nhìn thấy chưa ạ? Rất là êm và rất là cao cấp này. Yên béo này. Đấy. Vâng, một chiếc yên cao cấp của Nhật này này sẽ thanh lý luôn cho các bác. Một chiếc yên béo này là 250k một chiếc này. Yên béo này siêu êm và rất là cao cấp nhá. Vâng, siêu êm và có và rất là cao cấp, có phản quang ở đây nhé các nhá. Có phản quang ở đây. Đấy. Yên này thì nó là yên Nhật. Rất khác biệt. Vâng, mang đến một sự khác biệt rất lớn và rất là êm. 250k giá thanh lý siêu rẻ luôn. Vâng, siêu rẻ, siêu xịn luôn các bác nhé. Giày đạp xe. Giày đạp xe thì hiện tại là bên em vừa về một cái mẫu giày rất là đẹp luôn. Có cả giày đổi màu, siêu đẹp luôn.
Vâng, và một đôi giày của nó là đây là một đôi giày màu bạc. Màu xám bạc titan. Màu xám bạc titan này các bác ơi. Các bác xem một đôi giày màu xám bạc titan nó rất đẹp luôn. Đấy. Giày này là giày hai khóa. Vâng. Giày hai khóa, giày hàng cao cấp của Nhật nhá. Đấy. Vâng, giày hai khóa. Và đi rất êm. Rất êm. Siêu bền, siêu xịn luôn. Và một lớp da ở ngoài này rất đẹp, rất là mềm này. Rất cao cấp, một đôi giày không can cá. Không can cá. À, giày không can cá, vâng. Màu bạc titan. Màu bạc titan siêu đẹp luôn. Đôi này thanh lý luôn cho các bác với giá là 900k một đôi các bác nhá. Vâng, 900k một đôi giày này. Và một đôi đổi màu nữa, một đôi đổi màu nữa. Vâng, một đôi giày đổi màu nữa các bác ơi. Một đôi giày đổi màu khi có ánh sáng các bác nhìn thì ánh sáng nó chiếu vào nó sẽ có những phần đổi màu. Vâng, nó có phần đổi màu các bác nhìn chưa ạ? Ánh sáng chiếu vào nó có phần đổi màu đây. Bình thường nó như thế này. Và ánh sáng chiếu vào đây các bác nhìn thấy ánh sáng chiếu vào chưa? Nó rất đẹp luôn, nó thành giày đổi màu luôn này. Vâng, một đôi giày quá đẹp và có phản quang ở đằng sau nhá. Quá đẹp luôn. Giày hai khóa. Giày đổi màu. Một đôi giày quá đẹp, cực kỳ là đẹp luôn. Các bác đi những giày đổi màu này. Này thì nó phải nói là rất là đẹp luôn đấy. Vâng, đi xe đạp là các bác nào mà có những cái phần đổi màu này thì quả thật là nó rất là hay, nó rất là hay. Nó rất là khác biệt. Và giày này là giày không can này các bác này. Vâng, giày không can cá. Bác nào đi size từ size 38 cho đến 43 thì các bác cứ alo trực tiếp đến em. Vâng, đợt này về thì nó lô thanh lý của nó nguyên lô ở Nhật về. Vâng, nguyên nhà máy thanh lý nguyên lô từ 38 cho đến 43 về thì bên em đã nhận hết. Vâng, nhận hết một lô đó. Thì nó có size bằng đấy thì các bác nhanh tay để đặt 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 hàng giày nhá. Vâng, những đôi giày hàng Nhật về nó rất là chất lượng và cực kỳ là đẹp đây các bác này. Rất đẹp luôn này. Thiết kế của nó rất là hay. Rất là hay và rất là bền bỉ và rất là chất lượng cao. Vâng, đây các bác xem luôn. Da rất là mềm luôn và rất là êm, đi rất là sướng. Có nhiều lỗ này, rất là nhiều lỗ thông thoáng. Và có hai quá tận có hai khóa và hai khóa này. Và những đôi giày này được thanh lý cho các bác với giá là 900k một đôi. Giày này là giày nguyên lô cho nên nó là giày 99% và chưa sử dụng các bác nhá. Các bác nhanh tay ạ. Và còn một đôi giày ánh dạ quang, màu của nó là màu xanh, màu huỳnh quang này. Màu huỳnh quang là size của nó là size 40. Size 40. Vâng, size 40 thì thanh lý nốt cho các bác với màu dạ quang. Màu huỳnh quang có dạ quang này là 900k. 900k, vâng. Thanh lý luôn cho các bác với giá 850k một đôi. Vâng, giày này là giày cao cấp của Nhật đấy ạ. Vâng. Rất xịn luôn. Rất cao cấp và rất xịn luôn ạ. 850k giá thanh lý ạ. Vâng, còn một đôi màu đen đen sọc của nó là sọc phản quang. Vâng, sọc phản quang đổi màu. Vâng, quá đẹp luôn. Vâng, đây các bác nhìn xem rồi. Size này chắc là size nhỏ thôi. Vâng, size này là size 40 các bác nhá. Vâng, size 40. Bác nào đi vừa size 40 mà bảo các bác thích màu đen có sọc này thì các bác alo trực tiếp cho em. Với giá là 850k một đôi. Và tiếp tục. Vâng. Về được chân chống titan, một trong những loại cần thiết nhất trong dòng xe đạp. Cái này cần thiết đến mức các bác ai cũng ngóng chờ các bác nhá. Vâng. Và đặc biệt chân chống nó bằng titan. Và đặc biệt nó rất là công dụng các bác ạ. Và rất dễ lắp, các bác lắp trực tiếp vào phần pedal. Các bác chỉ cần tháo cái pedal này ra.
là các bác lắp trực tiếp vào đây và lắp trực tiếp vào cái phần giò này là các bác chống rất là dễ dàng và rất là gọn gàng. Đặc biệt là chân chống này dành riêng cho các xe đua carbon, dành riêng cho các xe touring carbon. Đấy các bác ạ. Thì các bác nào mà cần chưa có chân chống này thì các bác sắm cho mình một chiếc chân chống titan này. Đây các bác xem nhìn xe đua, xe touring. Đấy xe touring mà nó bằng carbon thì các bác sắm luôn cho mình một cái chân chống này. Bởi vì sao? Bởi vì các bác ạ, không có chân chống này khi các bác đi xe bất kỳ đâu, đi quán cà phê hay đi ăn sáng hay là đi đua thì không có những chiếc chân chống này, phải nói là nó rất là tù túng, các bác không biết dựa xe ở chỗ nào. Và cái này là ra là rất cần thiết đây. Và số lượng nó không có nhiều đâu các bác ơi. Rất là nhiều bác ngóng chân chống này và hỏi rất nhiều rồi. Khi nào về là gửi cho bác. Thì hôm nay là vừa về xong thì em sẽ gửi đến tất cả các bác lên video trực tiếp cho các bác luôn. Thì các bác có thể lắp chống trực tiếp như này. Và khi các bác đi xe thì các bác lắp gọn lên như thế này. Sát áp sát vào cái phần đùi này nhé con nhé. Và tiếp tục gửi đến tất cả các bác báo giá trực tiếp cho các bác với giá là 800k một chiếc các bác nhá. 800k một chiếc ạ. Vâng, chỉ với 800k một chiếc. Vâng, cái này nó thực sự mà nói thì nó quá rẻ rồi. Quá rẻ rồi. Còn 800k một chiếc thì nó phải nói thật là giá thanh lý. Giá thanh lý rồi. Bác nào cần thì nhanh tay, bởi vì nó về được có khoảng gần chục chiếc thôi. Chứ không có nhiều đâu để các bác có thể là phân vân hay là tìm chỗ này chỗ khác, bởi vì nó không có các bác nhá. Nó không có bởi vì nó ra một loại titan này là rất là quý hiếm, chứ không phải là nhiều nhận gì để các bác có thể là chậm chân là hết đi các bác ạ. Vâng. 800k thôi. Và cộng thêm 20k tiền ship nữa là 820k các bác nhá. 820k một chiếc chân chống titan. Vâng, đáng nghĩa là cộng thêm 25 thì thôi, bên em cứ tròn 820k thôi. Và túi thì bên em còn các loại túi này, vừa về được loại túi của nó là vâng, vừa về được cái túi hàng carbon cao cấp rất là đặc biệt và rất là cao cấp này sẽ gửi đến các bác luôn. Một loại túi siêu cao cấp luôn. Vâng, túi carbon này. Quá đẹp, quá xịn và carbon nó quá là nổi bật luôn này. Vâng, quá nổi bật luôn. Phần này là phần đựng điện thoại này. Và phần này là phần carbon này. Đấy các bác xem những cái đường vân carbon, cái túi này nó hoàn toàn là mang đến cho mình một cái màu carbon quá mạnh luôn. Vâng, quá mạnh và quá xịn luôn các bác ạ. Đây là dây tai nghe này, sạc này. Và các bác nhìn xem cái mẫu hàng carbon của một chiếc túi của Nhật nó rất là đỉnh cao luôn. Vâng, túi xe đạp đấy ạ. Và bên trong nó là một cái phần đựng đồ. Vâng, đựng đồ đấy ạ. Và nó có các ngăn đựng đồ đây. Và một chiếc túi này sẽ báo giá trực tiếp đến tất cả các bác với giá là 300k một chiếc. Vâng, 300k một chiếc túi carbon cao cấp của Nhật nhá. Vâng. Quá đẹp. Quá đẹp, quá xịn luôn đấy ạ. Vâng, chất lượng cực kỳ là cao. Và tiếp theo là một chiếc túi 3 ngăn đấy ạ. Vâng, túi 3 ngăn này. 1, 2, 3. Phần này đựng điện thoại và phần này đựng đồ. Đấy. Túi 3 ngăn này bên em sẽ thanh lý luôn cho các bác cái túi siêu bền, siêu xịn này với giá là 150k để các bác dùng. Đấy, 3 ngăn, túi 3 ngăn. Túi này siêu bền luôn đấy ạ. Túi tam giác còn đúng một màu nữa là một màu xám này. Bên em còn ít thanh lý nốt cho các bác một túi tam giác dưới khung xe. Vâng, cái phần này các bác có thể là để áo mưa vô tư. Để một cái bộ áo mưa nho nhỏ vào đây. Đấy, và trong này rất rộng luôn. Và phần này các bác có thể bỏ chai nước vô tư này. Đấy. Và thanh lý luôn cho các bác với giá là còn ít thanh lý nốt cho các bác với giá là 130k một chiếc các bác nhá. Vâng, 130k một chiếc thanh lý luôn cho các bác này. Vâng, trên xích lít
Bên em sẽ gửi đến tất cả các bác loại Sensic nội địa của bên Shimano, hàng cao cấp Nhật. Vừa về xong một lô Sensic của hàng thanh lý của bên nhà máy Shimano nội địa Nhật. Và về thì có các loại Sensic như này. Và giá cả em báo cho các bác luôn là Sen 678 với giá là 300, Sen 9 là 401, Sen 10 là 502 và Sen 11 sẽ là 700 các bác nhé. Đây là loại nội địa Made in Japan Shimano của Nhật rồi. Cao cấp, cực kỳ là cao cấp. Bạn nào cần thì alo trực tiếp cho em. Vâng, chuông. Vâng, chiếc chuông Nhật cao cấp bằng đồng với giá là 250k một chiếc các bác nhá. Vâng, chiếc chuông siêu đẹp, siêu xịn luôn này, bằng đồng. Và chuông Nhật này, chuông xe đạp Nhật 250k một chiếc. Lô hàng bãi giao Nhật các bác nhá. Hàng này là hàng cao cấp đấy, hàng xịn luôn các bác ơi. Thương hiệu của nó là Seiki Mago Kogo. Kogo và ngon cực kỳ luôn. Có cả dao nguyên hộp luôn này các này. Đấy, dao nguyên hộp luôn này. Chiếc xẻng. Là ống nhòm. Các loại ống nhòm xa này. Đấy, ống nhòm xa. Ống nhòm vệ tinh. Cái này là ống nhòm vệ tinh các bác nhá. Có cả ống nhòm vệ tinh này. Và bạn nào cần thì alo luôn chưa. Ống nhòm Mỹ. Đây là toàn hàng Mỹ xuất Nhật này các ơi. Toàn Mỹ xuất Nhật. Hàng Mỹ xuất Nhật này. Vâng, có cả là những cái băng đĩa radio, băng đĩa của Nhật luôn này. Đấy, băng đĩa của Nhật này. Rất hay. Vâng. Đài đĩa này. Cái này là photo. Photo, photo của Nhật đây. Đấy, bác nào cần cái món này alo luôn cho em này. Rất hay. Với một cây vợt hàng thi đấu của bên Nhật các bác nhá. Một cây vợt cầu lông hàng thi đấu của bên Nhật rất chất lượng. Và rất chất lượng. Với một bình nước 20 cân như này. Đấy, rất nặng. Và con nó có thể tương đương với hai chiếc xe đạp. Và hai chiếc xe đạp. Đấy, tương đương với hai chiếc xe đạp. Và hôm nay sẽ thử xem cái test cái độ chịu lực của nó như thế nào. Đấy. Một chiếc vợt full carbon rất cao cấp. Đây các bác có thể nhìn xem. Em nâng một cái bình nước 20 cân. Đây là độ test cái độ cao cấp của nó xem thế nào nhá. Vâng, các bác nhìn thấy chưa ạ? Một cây vợt hàng cao cấp, nó đẳng cấp rất tuyệt vời như thế này. Chất lượng rất tuyệt vời như thế này các bác ạ. Đấy, em quay trực tiếp cho các bác xem. Quay trực tiếp cho các bác xem một cây vợt cầu lông rất đáng đồng tiền. Vâng, rất cao cấp các bác nhá. Đây là một cây vợt cầu lông thi đấu. Vâng, thi đấu của bên hàng Nhật về. Vâng, hàng Nhật về.
Hàng thi đấu các bác nhá, hàng thi đấu là một trong những hàng tuyển chọn chất lượng cực kỳ là cao. Và đây là một trong những cây vợt sản xuất trực tiếp tại Made in USA. Vâng, sản xuất đây là cây vợt USA của Mỹ. USA của Mỹ là những trong một trong những nơi sản xuất hàng đầu thế giới. Vâng, về chất lượng là số 1 thế giới rồi các bác nhá. Vâng, Mỹ là số 1 thế giới. Vâng, kể cả về công nghệ lấy lẫn chất lượng các bác nhá. Đấy, rất chất lượng luôn. Cây vợt tuyệt đẹp luôn, full carbon nano. Vâng, cái này là full carbon nano. Một cây vợt rất chất lượng luôn, hàng thi đấu tại Nhật. Và sẽ thanh lý cho các bác với giá là 450k một cây vợt này các bác nhá. 450k. Vâng, dáng tuyệt đẹp luôn, màu thì cực kỳ là đỉnh cao, màu cực đỉnh luôn. Cây vợt chất lượng cao và cây vợt thi đấu các bác ạ. Vâng, các bác có thể là kết nối bluetooth với một chiếc loa mini rất là ngon này các bác nhá. Một chiếc loa mini này thì các bác dùng cho rất là nhiều lĩnh vực, ví dụ như là các bác đi xe đạp thì các bác bỏ treo vào khung xe. Đấy, treo khung xe, hoặc là các bác bỏ vào trong những cái túi áo, hay túi áo ngực này thì các bác bỏ được này các bác ơi. Các bác có túi áo ngực hay là các bác bỏ sau cái áo xe đua của các bác bỏ vào trong này. Hoặc là các bác bỏ trong những cái túi khung ở trên xe. Nó rất là to, loa rất to nha các bác nhá. Đây là một trong chiếc loa Bose của bên Bose Mini S8 của Made in USA. Cái này là của hàng Mỹ nhá, xuất Nhật nhá. Vâng, là hàng loa bã Nhật các bác ơi. Rất ngon và rất là chất lượng. Cái này là bên Nhật người ta dùng rất là nhiều. Bởi vì bên Nhật người ta đi xe đạp rất là nhiều các bác nhá. Đấy, xe đạp rất nhiều, cho nên là các bác có thể là sắm cho mình một chiếc loa mini này. Rất nhỏ, rất ngon và rất xịn. Đây các bác xem này, nắm vào trong bàn tay này là rất là nhỏ rồi. Đấy, và các bác có thể kết nối với điện thoại này nha các bác nhá. Đấy, để em bật cho các bác nghe luôn cái phần nhạc để các bác nghe nhá. Đấy, các bác cho to nhỏ tại điện thoại này luôn. Vâng, nó rất là vui nhộn khi các bác tham gia đạp xe, bởi vì các bác đạp xe là theo đội, hoặc là các bác đạp xe thì 2-3 người bạn đi cùng thì có cái chiếc loa này nó vẫn rất là thú vị, rất là hay. Nó đỡ buồn các bác ạ, quan trọng nhất là đỡ buồn. Thì các bác có thể đạp được một quãng đường của nó xa hơn. Đấy, các bác đạp xe được một quãng đường nó xa hơn thì sức khỏe của các bác sẽ dẻo dai và sẽ tốt hơn. Đấy các bác nhá, nó vui. Bởi vì âm nhạc này là không thể thiếu được trong cuộc sống các bác ạ. Âm nhạc này nó làm cho đầu óc của mình nó rất là minh mẫn và thoải mái. Nó không bị mệt mỏi mà nó giảm cho các bác, giải tỏa cho các bác những căng thẳng. Ví dụ như các bác nào hay có căng thẳng thì các bác nghe những âm nhạc này nó rất là ngon, rất là hay, rất là tốt cho sức khỏe các bác nhá. Với chiếc loa cao cấp này thì mini này thì bên em sẽ báo giá trực tiếp cho các bác với giá là 401. Vâng, 401 một chiếc loa mini hàng rất là xịn, zin xịn nhá. Zin xịn, rất ngon và rất chuẩn luôn. Đấy. Và các bác cái phần đây là tắt mở này, và các bác có thể nick bài tại loa luôn. Đấy, các bác nhìn cái loa nào đẳng cấp chưa? Nick bài tại loa luôn. Đấy, em nick cho các bác luôn nhá. Vâng, rất chất lượng luôn các bác. Vâng, 401 các bác nhá, rất ngon và rất xịn luôn. Đấy, rất nhỏ gọn. Vâng, tiếp tục có các loại đèn của Bonchanger về. Đây là một trong những loại đèn xe đạp rất là nổi tiếng các bác nhá, hàng rất là ngon,
Hàng rất là ngon, còn nguyên hộp luôn các bác nhá. Đây là dòng đèn cả trước cả sau. Đây có một đây ạ, có cả trước này, cả sau đèn và đèn hậu sau này, và một chiếc đèn trước hai mắt cao nhá. Đây là loại đèn nhỏ nhỏ xinh xinh. Nhỏ nhỏ xinh xinh này các bác này. Rất là đẹp và rất là đẹp. Cái này thì các bác có thể là trang bị thêm cho mình hai bên ghi đông. Hai bên ví dụ là cái ghi đông của các bác nó như thế nào. Đấy, ghi đông của các bác như thế nào thì các bác có thể là trang bị hai cái bóng này đằng trước nhá. Đây, hai bên như này, nhìn nó hoành tráng và nhìn nó đẹp lắm các bác ơi. Đấy, nhìn nó đẹp lắm các bác ơi. Và một chiếc đèn này là các bác đèn lắp đèn sau và đèn này thì các bác lắp vào các loại cọc yên. Đấy, các loại cọc yên nó đẹp như này các bác. Đấy, đẹp này các bác. Đấy. Thì và một cái đèn nữa thì các bác có thể là dùng đồng cái đèn chính này. Vì cái đại đồng hồ tốc độ đằng trước này thì các bác dùng như thế này. Đấy, một cái đèn chính này, còn hai đèn hai bên. Nhìn nó hoành tráng các bác ơi, nhìn cái xe của các bác đi đạp xe nó hoành tráng lắm, nhìn nó đẹp. Đấy, chất chơi luôn các bác. Đấy thì dành cho các bác đam mê cái môn xe đạp đẳng cấp. Đây là một bộ này là có hai đèn các bác này. Đấy. Một bộ này nó có hai đèn thì em đây các bác, hai cái đèn nó đẹp. Hai cái đèn rất đẹp luôn các bác. Đây là đèn của bên Nhật này. Đèn bên Nhật về đấy. Đèn của hãng Shimano các bác. Cái này đèn Shimano này. Đấy. Rất cao cấp. Rất xịn luôn đấy, cái bóng này nó đẹp này các bác. Đấy. Đẹp tuyệt vời. Đấy, đèn sau đây, đèn sau màu đỏ đây các bác nhá. Vâng, đẹp lắm. Đấy, đèn này thì có tác dụng là hai bên nhìn rất đẹp luôn. Đấy, độ sáng các bác có thể tùy chỉnh. Một bộ này thì gửi đến tất cả các bác với giá là 150k một bộ nhá. Vâng, một bộ này quá rẻ luôn các bác. Ngon rẻ xịn. Ngon rẻ xịn các bác. Và rất đẹp luôn. Đấy, bộ này thì các bác sạc pin vào, có đầy đủ các cái dây sạc đây thì các bác sạc vào nhá. Đấy, đầy đủ dây sạc này thì các bác sạc vào. Các bác có thể kết hợp với những chiếc giá đồng hồ này thì rất là tuyệt vời các bác nhá. Giá đồng hồ tốc độ này. Đấy, những chiếc giá đồng hồ tốc độ rất cao cấp và rất hiện đại, đồng hồ tốc độ không dây. Đấy, các bác có thể kết hợp cho mình những chiếc giá như thế này. Đấy, với đèn như thế này. Rất là đẹp và rất là hiện đại. Đấy, hiện đại và rất đẹp luôn các bác nhá. Rất cao cấp và với bộ giá đồng hồ tốc độ này, đây đồng hồ tốc độ hàng cao cấp của bên Đức nhá, rất chất lượng và hàng Đức thì rất là tuyệt vời rồi, cao cấp, rất cao cấp. Một chiếc đồng hồ này sẽ gửi đến tất cả các bác với giá là 750k một chiếc đồng hồ rất là xịn nhá. Và đây là một trong những đồng hồ mới về cho nên là loại khác, cho nên là giá cả thanh lý sẽ cao hơn một chút. Và nhưng mà đồng hồ này nó rơi vào trị giá của một chiếc đồng hồ này nó rất là cao và có thể là hơn 1 triệu giá gốc, và được thanh lý cho về kho mình là 750k một chiếc các bác nhá. Và một chiếc giá đi kèm, giá đi kèm này thì bác nào cần thì các bác alo cho em này. Một chiếc giá này sẽ thanh lý cho các bác với giá là 120k một chiếc giá đồng hồ nhá. Và có cả các cái dụng cụ đi kèm đây đầy đủ hết cho các bác luôn. Có nào combo thì các bác alo cho em. Đấy, combo đồng hồ và giá này thì alo cho em nhé. Cái này là hiện đại, rất hiện đại và rất là xịn luôn. Định vị theo vệ tinh GPS, các bác bật tên các bác dùng thôi. Bên em đã cài đặt hết rồi. Đấy, cài đặt hết rồi các bác nhé. Và tiếp theo là một chiếc kính bãi. Và kính này là kính đọc sách các bác. Bác nào mà có tuổi rồi thì các bác có thể dùng cho mình những chiếc kính của Đức, Made in Germany của Đức này. Các bác đọc sách này. Kính này độ phẩy của nó thì nó có khoảng 1,5 này. 2,5, 2, 3, 3,5 các bác nhá. Đây là kính hàng Berlin, Berlin Made in Germany của Đức đây các bác này. Đấy, bác nào cần thì các bác alo trực tiếp cho em những kính này là kính bãi của Nhật với kính đọc sách và kính đọc sách nhá. Đấy, bác nào cần thì các bác alo trực tiếp cho em ạ. Với giá là của một kính này là 250k này các bác ơi. Vâng, kính bãi Đức xuất Nhật là 250k, bác nào cần thì các bác cứ liên hệ trực tiếp với em. Đấy. Và tiếp theo là quần kính của Ý. Và những chiếc kính của Ý, kính Ý không biết còn không, để em xem có còn không thì em sẽ báo giá trực tiếp cho các bác nhé. Vâng, còn một chiếc kính bãi của bên Nhật nữa này.
Một cái này là kính râm đổi màu các bác ơi. Và đây là một chiếc kính râm đổi màu, cái này là sản xuất trực tiếp tại Made in Italy. Thì kính râm đổi màu của Ý này. Đấy, rất chất lượng luôn. Kính này thì là kính bãi Nhật nhé các anh nhá. Vâng, cái này là kính đổi màu, gọng của nó là gọng vàng gold này. Đấy, poster của nó của bên Ý sản xuất. Vâng. Gọng mắt của nó là mắt vuông các bác nhá. Bác nào cần thì alo cho em nhá. Kính này thanh lý cho các bác với giá là 380 này, cái này là mã số 2 này các bác này. Đấy, mã số 2 nhá. Vâng, rất đẹp luôn. Và một chiếc kính đạp xe của Ý. Vâng, cái này thì còn ít còn mấy chiếc nữa thì em thanh lý nốt cho các bác với giá là 430. Vâng, kính đạp xe của Ý này. 430 này. Đấy, gọng của nó là gọng màu của nó là màu vân này. Đấy, màu vân rất đẹp luôn, vân gỗ này. Đấy, vân gỗ các anh nhá. Toàn bộ là gọng là vân gỗ, đi vân gỗ hết này. Vâng, rất chất lượng. Và mắt của nó là mắt kỳ mắt mắt màu xanh đổi màu. Mắt màu xanh đổi màu là rất chất lượng luôn. Vâng, kính này là rất chất lượng, sản xuất trực tiếp tại Ý và xuất Nhật đây các bác ơi. Hàng kính xe đạp Ý xuất Nhật. Vâng, đây là một trong những dòng kính sản xuất tại Ý, một nơi sản xuất rất là nhiều đồ của xe đạp nhá. Và rất là được ưa chuộng. Đấy. Kính này thì thanh lý cho các bác với giá là 430k. Kính này là kính mắt xanh đổi màu, cực kỳ là đẹp luôn. Vâng, rất đẹp và rất là tuyệt vời. Bác nào cần thì alo nhé. Đấy. Vâng, một chiếc chuông hình tháp có giá là 20k một chiếc các bác nhé. Bộ bảo vệ cùi đề. Đây là một chiếc bảo vệ cùi đề. Cùi đề xe đạp. Đấy, bác nào cần thì các bác cứ nhắn tin. Một chiếc bảo vệ cùi đề này với giá là 25k. 25k. Về các cái dụng cụ sửa chữa. Vâng. Dụng cụ sửa chữa thì đây là một cái khóa nhanh cọc yên. Khóa nhanh cọc yên này gửi đến các bác với giá là 45k một chiếc khóa nhanh cọc yên. Bộ lục giác này. Bộ lục giác này sẽ gửi đến tất cả các bác này. Bộ lục giác vàng Đức này. Bộ lục giác này nó rất là khỏe. Khi các bác vặn những chiếc ốc vào thì nó rất là khỏe các bác nhé. Với giá là 100k. Tròn 100k bộ lục giác Đức. Hàng thanh lý ở Nhật về nhá. Bộ này rất cần thiết để các bác mang theo xe. Đấy. Và một bộ kìm. Kìm này và một chiếc đột xích, bộ kìm đột xích này. Nó đi theo là đi theo một bộ kìm đột xích, kìm tháo xích, đột xích xích ra. Bộ này sẽ gửi đến các bác với giá là 160k một bộ kìm kìm cộng đột xích nha các bác nhá. Đây là cái tháo trục giữa này. Tháo trục giữa này là 60k. Vam tháo trục giữa. Vâng, vam tháo trục giữa là 75k. Vam tháo líp. Vâng, vam tháo líp này sẽ là 60k. 60k một chiếc. Và đây là một chiếc khóa đĩa. Vâng, khóa đĩa dành cho xe đạp và xe máy. Chiếc này sẽ báo giá trực tiếp đến tất cả các bác với giá là 55k. Đấy, chiếc khóa đĩa này còn rất ít, bác nào cần thì alo cho em. Và chiếc đèn. Chiếc đèn dài cọc yên. Cái này là các bác dùng để sạc này. Đấy. Chiếc đèn này là các bác dùng để sạc nhá. Cái đèn này là báo hiệu cho các bác. Báo hiệu cho các bác đằng sau. Khi mà có xe nó đến thì nó sẽ không đâm vào xe của mình. Đấy. Cái này là rất là quan trọng các bác nhá. Rất quan trọng. Đúng không? Chiếc đèn sau cọc yên này có giá là 65k. Đấy. 65k. Có đầy đủ bộ lắp ráp đi cùng nhá. Theo một bộ vá tiếp theo, một bộ vá dự phòng. Đây là một trong những bộ vá dự phòng rất là cần thiết. Đấy, để các bác chơi xe đạp. Có rất là nhiều miếng vá. Vâng, rất là nhiều miếng vá. Có cả keo vá này. Có cả hai miếng cậy này, vỏ này. Đấy, cậy vỏ lốp này. Hai miếng này là miếng rất xịn luôn nhá. Và có cả lăn này. Đấy, có cả lăn và nạo xăm này. Đầy đủ hết một bộ luôn. Bộ này sẽ gửi đến tất cả các bác một bộ vá xăm lốp xịn. Vâng, một bộ vá xăm lốp xịn này có giá là 80k các bác nhá. Còn các bác không thích thì các bác có thể sử dụng cho mình những cái bộ
bộ vá đây, đây là một bộ vá rất là nhiều miếng vá. Đấy, có cả keo vá. Vâng. Có cả keo vá đây các bác nhá. Đấy, có cả keo vá đây. Thì bộ này gửi đến tất cả các bác với một mức giá rất là rẻ. Vâng. 35k, bộ này là 35k. 35k. Đấy, bộ này 35k. Vâng, tiếp theo là những cái kìm. Vâng, đây là bộ cờ lê. Vâng. Cờ lê vặn xe đạp. Bộ cờ lê gồm có 2 chiếc. Vâng, có 2 chiếc thì một chiếc 13 năm. Còn một đầu 13 năm và một đầu là 14 6 các bác nhá, 14 16. Bộ này là thanh lý cho các bác với giá là 160k một bộ nhá. Đây là bộ rất là xịn luôn, các bác vặn rất ngon luôn nhá. Chuyên vặn xe đạp. Ốc vít titan. Vâng, đây là những cái ốc vít ở cổ nối Potang Gidong. Vâng. 1 2 3 4 5 6. Ốc titan được gửi đến tất cả các bác với giá là 250k một hộp nhá. 250k một hộp ốc titan đổi màu. Đấy, bác nào cần thì alo luôn chưa. Và tiếp theo là những chiếc đây, cái này còn một chiếc các bác ơi. Cái này là cái lăn chân của các bác này. Vâng, cái này lăn chân còn một chiếc này thì thanh lý luôn cho các bác với giá là 30k. Cái này lăn bàn chân. Thanh lý cho các bác với giá là 30k. 30k. Vâng, một chiếc dao. Vâng, đây là một chiếc dao như cái bút luôn các bác nhá. Vâng, đây là một chiếc dao Nhật như cái một cái bút luôn. Đấy. Cái này thì các bác bỏ vào túi rồi là các bác đi dọc giấy rồi cắt hoa quả nhá các bác nhá. Vâng, cái này sản xuất trực tiếp là tại Nhật luôn này các bác này. Dao sản xuất trực tiếp tại Nhật. Đấy, dao nó như một cái bút luôn. Cái ba dao này sẽ thanh lý cho các bác với giá tròn 100k. Vâng, tròn 100k, nó còn nguyên hộp như này các bác nhá. Hộp như hộp bút. Dao Nhật rất là nghệ thuật. 101 thì lấy 100 tròn cho các bác nhá. Lấy 100 tròn cho luôn. Thanh lý luôn. Bơm rửa xe. Vâng, đây là một trong những chiếc bơm rửa xe của bên nội địa Nhật. Vâng, bơm rửa xe nội địa Nhật các bác ạ. Đây là bơm cầm tay. Bơm cầm tay các bác nhé. Đây là bơm cầm tay nội địa Nhật. Cái này sản xuất trực tiếp tại Made in Japan Nhật đây ạ. Vâng, nội địa Nhật này. Bơm này thì sẽ dùng cho các bác là rửa xe đạp này, rửa xe máy này, rửa ô tô này. Hoặc là các bác có thể là tưới rau thoải mái luôn các bác nhá. Đấy, và cục pin này có thể tháo rời ra được như nào. Đấy, cục pin tháo rời ra để sạc luôn các bác nhá. Các bác lắp vào như nào. Đấy. Và các bác lắp ống vào. Lắp ống vào đầu bên này. Đây ạ. Đấy, các bác lắp ống trực tiếp vào đầu bên này là các bác dùng thôi. Rất là dễ sử dụng, cái bơm này là rất dễ sử dụng. Các bác bơm tưới hoa, tưới nước, rồi là bơm rửa xe đạp, rửa xe máy vô tư nhá. Mang đi khắp mọi nơi được các bác nhá. Đấy. Rất bền luôn, bơm này rất bền luôn các bác. Và chiếc bơm này bên em sẽ thanh lý cho các bác là giá 950k một chiếc. Bơm này là bơm hàng cao cấp các bác nhá. Đấy, bơm nội địa Nhật này. Thanh lý cho các bác với giá là 950k một chiếc. Đấy. Và một loại bơm nữa là bơm Michelin. Vâng. Bơm nữa là bơm xe đạp Michelin đây ạ. Vâng, đây là một trong những loại bơm hàng nội địa của Pháp, Michelin. Bơm điện, cái này là bơm điện cầm tay. Đấy, bơm điện cầm tay, bơm ô tô, bơm xe máy, bơm xe đạp. Có màn hình hiển thị tại đây. Và các chế độ bơm xe đạp, xe máy tại đây hết, ô tô tại đây hết. Và các bác sạc pin vào các bác sử dụng nhá. Đấy, các bác sạc pin vào các bác sử dụng. Đây là bơm ô tô nhá. Có màn hình ạ. Và các bác sạc đầy pin và các bác sử dụng mang theo mình, mang theo xe đạp, mang theo ô tô thoải mái. Và bơm này bên em thanh lý cho các bác với giá là tròn 800.
Hiện tại là còn ít thanh lý nốt cho các bác cho giá giá siêu siêu thanh lý là 800. 800 các bác nhá. Đấy. Và tiếp theo là những cái sản phẩm về đây ống tay này. Ống tay này các bác đeo tay này. Ống tay đeo tay này. Chống nắng này. Nó có các cái màu này các này. Đấy, ống tay đeo tay chống nắng này. Một bộ này là tròn 100k này, loại xịn nhá, chưa sử dụng nhá các bác nhá. Loại này là loại xịn chưa sử dụng này, màu đen này. Đấy. Màu này là màu xám này. 100k rồi các bác nhá. Con nào cần thì alo trực tiếp cho em. Và găng tay. Găng tay thì các bác ơi, găng tay thì bên em vừa về mấy trăm đôi thanh lý, giờ chỉ còn còn ít và còn mỗi mấy cái màu xanh dương này. Găng tay xanh dương loại xịn này. Đấy. Găng tay màu đỏ này. Màu đỏ rất xịn luôn này. Và găng tay này loại xịn nhá các bác nhá. Chỉ của nó là chỉ rất là cao cấp và chỉ dù. Và găng tay này là găng tay rất đẹp luôn. Cực kỳ là đẹp và cực kỳ là xịn. Thanh lý có 220k thôi các bác nhá. Đấy. Rất rẻ và rất đẹp và rất xịn. Rất là mềm. Đấy, vải xịn. Quần áo là vải xịn các bác biết rồi. Đấy. Găng tay rất đẹp luôn nhá. Găng tay này loại rất là cao cấp. Nó khác hẳn so với các loại găng tay hàng vừa tiền đây các bác ơi. Đây là một đôi găng tay rốc và đôi găng tay rốc này với giá này 150k này. Đấy, nó khác hẳn hoàn toàn. Về chỉ của nó này, chỉ của nó này khác hoàn toàn. Đấy, chỉ của nó khác hoàn toàn nhá. Đây là rốc này. Rốc, cái này là đôi găng tay rốc bột rốt này. Cái này là 150k này, bác nào cần em gửi này, còn một đôi này. Và đôi găng tay xịn cao cấp khác hẳn, khác biệt rất lớn luôn. Có cả đệm này. Chỉ của nó chỉ dù này. Màu của nó thì rất đẹp này. Đấy. Màu xanh dương này. Màu đỏ này. 220k. Đấy, bác nào cần thì alo trực tiếp cho em nhá. Còn ít, vâng. Mẫu này là mẫu đẹp nhất thế giới rồi các bác ạ. Mẫu này là chưa có mẫu nào đẹp bằng đâu. Mẫu găng tay này là đẹp nhất rồi. Chưa có mẫu nào đẹp bằng. Và tiếp theo là những đôi tất chân tuyệt đẹp luôn. Cực xịn luôn. Và tất thông hơi cao cấp. Đây là những đôi tất thông hơi cao cấp dành cho các bác đi 4 mùa xuân hạ thu đông. Mùa nắng, mùa lạnh đều thông hơi, đều chống hôi chân. Và đặc biệt là chống trơn trượt khi các bác tập thể dục, đạp xe, chạy bộ, chống trơn trượt và chống nắng luôn, thông hơi rất cao cấp. Đây em đang đi, em vừa đi đạp xe về đây các bác này. Đấy, em đang đi đôi này đây. Em vừa đi đạp xe về. Và nó rất ngon, đôi này em sử dụng rất lâu rồi và rất ngon nhá. Có 3 màu đấy ạ, màu xanh đẹp chưa? Đấy. Màu cam đẹp chưa các bác ạ? Màu cam đẹp chưa? Và màu đỏ cũng tuyệt đẹp. Đấy, các bác đi đạp xe hay là đi tập thể dục thể thao, các bác phải dùng, nên dùng cho mình những cái màu đẹp như thế này. Chứ mấy cái màu đen xấu lắm các bác ạ. Và màu đen nó xấu, màu đen tất đen thể thao nó xấu lắm. Tất đen chỉ có dùng để các bác đi đi, nói chung là tất đen thì chẳng ai đi các bác. Tất đen với tất trắng không ai đi. Người ta thể thao người ta đi những cái đôi như thế này nó đẹp này. Nó có màu này. Đấy, màu đen này, màu cam này, màu xám này. Đấy, rất đẹp luôn. Và những đôi này thanh lý cho các bác. Một đôi này nó có 70k thôi. Một đôi này có 70k thôi các bác nhá. Đấy. Các bác đi có thể đi 3 đôi, 5 đôi. Mỗi đôi còn một màu cho nó thay đổi nhau. Thay đổi nhau cho nó ngon, cho nó xịn các bác nhá. Mũ bon chân gơ còn một chiếc màu trắng thanh lý luôn cho các bác này. Đấy. Mũ siêu đẹp, siêu xịn luôn các bác nhá. Đấy. Bon chân gơ của Mỹ các bác nhá. Rất cao cấp luôn. Tem vàng. Vâng. Độ bền cao. Mũ siêu xịn, siêu đẹp. Màu trắng siêu đẹp. Mũ bon chân gơ Mỹ. Vâng. Thanh lý luôn cho các bác, hàng chính hãng các bác nhá, hàng chính hãng, hàng xịn nhá. Với giá của một chiếc mũ bon chân gơ này là 850, còn một chiếc duy nhất thanh lý luôn cho các bác luôn. Đấy, thanh lý luôn cho các bác nhá.
hành lý nốt cho các bác một chiếc mũ băng chân gơ còn đúng một chiếc. Pedal và pedal. Pedal zin xịn chụp carbon. Đấy. Pedal này là hàng sản xuất trực tiếp tại Made in USA. Made in USA. Và chụp carbon rất nhẹ nhá các nhá. Vâng. Siêu nhẹ, CNC siêu nhẹ. 550k các bác nhá. Vâng, đây là loại pedal cao cấp. Cao cấp xịn. Đấy, có khóa đầy đủ cho các bác luôn này. 550k. Và cuối cùng sẽ gửi đến tất cả các bác một chiếc máy này là máy hút ẩm. Một chiếc máy hút ẩm mới về thì sẽ gửi đến tất cả các bác hàng nội địa của Nhật. Đây là hàng nội địa của Nhật hút ẩm nhé các bác nhé. Đấy, rất ngon luôn này. Hoàn toàn là sử dụng bằng tiếng Nhật và dòng điện của nó là một dòng điện 110. Các bác sử dụng với dòng điện 110. Đấy các bác ạ. Rất ngon đây ạ. Vâng. Đấy, hút ẩm. Các bác có thể tháo lắp ra dễ dàng. Đấy. Với một chiếc máy hút ẩm này sẽ gửi đến tất cả các bác với giá là 1 triệu thanh lý cho các bác với giá là 1.550.000. Vâng, 1.550.000 và bao ship toàn quốc các anh nhá. Có nào cần thì alo trực tiếp cho em. Dòng điện của nó là 110 các bác. Vâng, và rất là nhiều hàng để các bác lựa chọn. Bác nào cần món gì thì alo trực tiếp cho em nhá. Và bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại các bác vào video lần sau.